không? Ai hả? Hỏi rõ cho vui ai? Bài này cái người sáng tác nổi tiếng dữ lắm. Dạ. Đó chính là tu sĩ Thượng Tọa Thích Minh Đạo. Dạ. Không ngờ là thầy viết một cái bài hát này mà tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ rất là nổi tiếng, hầu như là ai cũng có hát cái bài này. Kể cả những ca sĩ mà đi hát ở thường cũng hát cái bài này rất là nhiều. Và bởi vì hôm nay thầy nói là thầy rất là xúc động khi hát bài này. Và đặc biệt nhất là thầy mắc lỗi, thầy Linh là hát không có thuộc lời. Dạ đúng là tại tác giả ta viết ra ta biết hát không thuộc lời, hát sai là viết liền. Dạ, dạ cũng gấp quá cho nên là hy vọng là lần sau dạ thì Linh sẽ hát thật nhiều hơn. À quên, hát trúng nhiều hơn dạ. Và bây giờ trở lại chương trình thì xin mời quý vị cùng trở lại với những giờ. Xúc động. Một người đang ngủ và lần còn ngồi dậy tặng hoa. Xin cảm ơn chú Tiểu. Bây giờ thì trở lại chương trình với những giai điệu cổ nhạc, xin quý vị cùng gặp gỡ tiếng hát của nam nghệ sĩ Quốc Nghĩa. Dạ, con xin quý đạo đảnh lễ, quý sư, quý thầy và cùng quý Phật tử lời chào trân trọng, kính mến. Con xin gửi đến quý sư, quý thầy. Quét vô bên nơi thủ hữu con
Thưa quý vị, hồi nãy thì